Xin chào, hôm nay thì các bạn sẽ cùng theo chân tôi để biết công việc hàng ngày của tôi diễn ra như thế nào nhé. Và như thường lệ thì là buổi sáng diễn ra các buổi workshop chia sẻ các công nghệ kỹ thuật mới hiện đại nhất hiện nay cho các chủ spa thẩm mỹ viện trên cả nước. Và tại lớp học thì chúng tôi hiểu một điều rằng kiến thức nền tảng là quan trọng nhất. Các bạn sẽ được hỏi đáp trực tiếp cùng với đội ngũ chuyên môn của chúng tôi những thắc mắc, những điều các bạn chưa rõ, làm sao để có được quy trình tiêm an toàn, làm sao để có được cách thực hiện thao tác kỹ thuật một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Sau đó đến buổi chiều thì các bạn được trực tiếp demo lên mẫu thật và các chuyên gia của chúng tôi, đội ngũ y bác sĩ sẽ cầm tay chỉ việc trực tiếp cho từng bạn học viên. Với sự tỉ mỉ, tận tâm của đội ngũ chuyên gia thì ngay tại lớp học các bạn đã có những kết quả vô cùng là tuyệt vời. Và đây chính là điều tôi và đội ngũ của mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Hẹn gặp lại.